Chào toàn thể anh em, chào mừng anh em trở lại kênh Hàng Luyện Nhật Bản. Mình là Tuấn Anh đây. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho tất cả các anh em, cô chú, chú bác, anh chị một lô máy hàng nội địa Nhật sử dụng điện 110V ha. Hiện tại các máy của mình đã qua các bước kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo chức năng cho anh em sử dụng nha anh em. Đó, trước đợt máy này có cưa trượt, cắt góc Makita, cắt góc Hitachi anh em. Móc rãnh, máy móc rãnh 21 ly, cưa xích, khoan góc, khoan bê tông qua chức năng boss vậy cho chi anh em. Máy khoan 2 ti ha, khoan boss hai chức năng, Makita chức năng, ở rất nhiều loại nên không có lựa chọn. Bắn bu lông đầu 3/4, đầu 1 inch, khoan đậu auto lock đầu 10 ly, đầu 13 ly, có nhiều loại cho anh em không có lựa chọn anh em. Máy cắt đa năng có hộp đựng bụi, cưa lợm đồ này rất là nhiều, có 6-7 cây anh em, anh em thoải mái lựa chọn đến từ Makita, Hitachi nè, Ryobi nè, Boss ha, Blacker. Và phía trong góc thì có máy thổi và nhám gung vu, máy bào Hitachi, Makita lưỡi 82 ly anh em. Ở phía xa thì có cưa kiếm của Blacker. Đây thì mình có 3 cây bắn dít chuyên dụng anh em, chuyên máy chuyên bắn dít ha, có cấp trường, có búa đầy đủ cho anh em thoải mái sử dụng. Đó, mài khuôn 017, mài nước nha nè, 016 là máy mài nước ha, máy mài nhỏ gọn mini cầm tay 15 và những con máy thông dụng bình thường. Đây, em xin em qua ha. Thì đây là lô máy bắt đầu dãy số mới anh em, thể thoải mái lựa chọn ha. Mình xin chia sẻ phương thức thanh toán bên mình, khi anh em chuyển khoản đầy đủ giá trị đơn hàng mình sẽ bao ship cho anh em. Phương án thứ nhất ha, chuyển khoản đủ giá trị đơn hàng mình bao ship. Còn phương án thứ hai là anh em muốn nhận hàng rồi mới thanh toán thì cái đó mình không bao ship anh em. Những đơn hàng giá trị trên 500.000 đồng anh em vui lòng cọc mình 10% giá trị đơn hàng mình mới gửi nha. Thông cảm với mình điều đó ha. Rồi, kính mời anh em xem tham khảo. Anh em có nhu cầu sử dụng máy nào liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888759 để biết thêm chi tiết cho anh em. Rồi, số Zalo, Facebook chính chủ ha. Anh em có thể liên hệ trực tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chi tiết. Như thường lệ thì bắt đầu, trước khi bắt đầu con máy đầu tiên, mình xin cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua tin tưởng ủng hộ mua hàng bên mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin mà mong anh em có thể đóng góp cho mình thật là nhiều ý kiến nữa để mình có thể cải thiện video và cải thiện cái góc nhìn để cho anh em có thể xem video một cách thoải mái và ưng ý nhất. Cảm ơn anh em ha. Giống như mỗi khi mình vẫn hay giới thiệu anh em là con mài là sẽ là con đầu tiên đó, bây chương trình này cũng vậy. Thì máy mài đầu tiên, con máy mài đến từ thương hiệu Hitachi. Con này mã số là 001 anh em. Con này dành cho em sử dụng chức năng nha. Tại ngoại hình nó hơi cũ ha, nhưng mà máy móc hoạt động trong những bình thường. Nếu anh em cần một con máy sử dụng chức năng chữa lửa thì đây sẽ là giải pháp cho anh em. Còn nếu anh em cần nhu cầu cao hơn, hàng đẹp, đó, hàng xịn thì sau đây sẽ có rất nhiều loại anh em thoải mái lựa chọn nha. Sẽ nói rõ chi tiết từng máy cho anh em nắm tất cả mọi thứ ha. Thì con máy này sử dụng điện nguồn 100V nha anh em, 680W, 7.1A, 12.000 vòng trên 1 phút. Này của hãng Hitachi ha. Anh em lưu ý tất cả các máy của mình ở đây đều sử dụng điện 110V hết. Những con máy nào đặc biệt quấn nguồn hay gì mình sẽ báo rõ cho anh em. Còn sơ bộ là nó nằm sử dụng điện 100V nha anh em. Rồi, test máy đầu tiên cho anh em xem. Máy mài đầu tiên dành cho em sử dụng chức năng ha, chữa cháy, mã 001, giá 250.000 đồng anh em. Của hãng Hitachi, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản nha. Tiếp theo, một con máy đến từ thương hiệu Makita. Mã số của nó là 002 Makita anh em. Con này thông số nó hơi mờ, anh em có thể xem hơi khó khăn chút xíu, nhưng mình vẫn xem được. 580W, 12.000 vòng trên phút, điện áp 100V. Con này của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Ha, anh em có xem. Dây nguồn dài khoảng 3m. Test chức năng anh em xem. Trung bình máy mài là dây nguồn nó 3m hết cho anh em.
Đây là con máy thuộc dạng thể loại mà bền bỉ nhất ha, của Makita. Thân vỏ của nó rất là cứng cáp, anh em thể sử dụng quăng quật thoải mái không sợ bể mẻ anh em ha. Rất là bền. Mã 002 giá chỉ 300.000 đồng anh em. Con này của Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật ha, điện áp 100V anh em, 580W, 300.000 đồng. Tiếp tục 004 con máy mài đến từ thương hiệu Hitachi ha. Con này rất là đẹp anh em. Hikuki ha, tập đoàn Hitachi Kuki. Sử dụng điện 100V, 720W, 7.4A, 12.000 dòng trên phút. Sử dụng đĩa cái lưỡi anh em, là lưỡi một tắc nha. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản luôn. Hikuki con này còn rất ok ha, ngoài hình còn rất sáng sủa sạch sẽ anh em. Đi nguồn dài 3m, test chức năng anh em xem, công tắc phía đuôi. Mã 004 giá 350.000 đồng nha anh em. Con máy mài đời cao của hãng Makita ha. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 720W, 12.000 dòng trên phút, 7.4A nha anh em ha. Con này, này anh em thấy không, nó bị cứng như chỗ này nè. Đó, chỉ là bị cấn thôi, nó không có ảnh hưởng tới máy nha anh em. Cấn vào mũ á, lúc mà nó vô trong container nó vận chuyển về mình bị cấn nha anh em. Mình báo gõ cho anh em ha, anh em cần mua, thấy em nói hay được thì mua nha anh em ha, mua về xài sử dụng chức năng. Máy hoạt động ok em, máy không lỗi lầm gì hết, đầm tay đẹp, cổ gốc còn mới, chỉ có bị cấn nhẹ đang cái thôi ha. Anh em nào cần sử dụng máy này sử dụng đó. Mã 005 giá 300.000 đồng, ngoại hình rất là mới anh em. Tiếp tục 006, vẫn là một em giống nó nhưng mà nó có con này là phiên bản hoàn thiện hơn ha, đẹp hơn, anh em xem nè, nó không bị lỗi lầm gì hết nha anh em. Tất nhiên anh em xem gì, nguồn dài 3m, công tắc nằm phía đuôi. Sau ra để mình công tắc không khí với đuôi nha anh em. Máy cực kỳ êm luôn ha. Mã 006 giá 350.000 đồng nha anh em. 006 dòng máy này rất im nè, 350.000 đồng. 007 điệp viên 007 anh em. Con này của hãng Makita, sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 dòng trên phút. Con này được sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em. Đây ngoại hình ở đây. Con này thì bình thường rồi. Mình quay rất là nhiều loại cho anh em xem mà. Tên của là 9533B. Đây anh em, trong lúc vệ sinh thì mình đã nhảy công tắc ốp của on ha. Mình tắt mình mở lại cho anh em xem. Rất là im luôn anh em, rất là máy cầm rất là thoải mái. Mã 007 giá 350.000 đồng anh em, 350.000 đồng ha. Không không tám đây, 9533B, dĩa một tấc, điện áp 100V, 720W, 12.000 dòng trên phút nha anh em. Ha, con này 12.000 dòng trên phút, con kia 9.000 dòng trên phút. Mình sẽ kiểm tra đây. Sẽ chuyển qua ốp, dây nguồn dài 3m nha anh em, của Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Dòng này rất là im mà anh em thích dòng này lấy về xài thôi, khỏi đắn đo suy nghĩ gì nhiều nha. Mã 008 giá 400.000 đồng anh em, cực kỳ im ha. 009 đó, con này còn đẹp hơn con nãy luôn nha anh em. Con này là tem mắt in da băng nha, sử dụng đĩa một tấc,
Điện áp 100V, 7.4A, 720W, 12.000 dòng trên phút. Tem mắt in da băng luôn. Dây nguồn dài 3m. Tất chức năng anh em xem. Rất là yên. Khá ok nha anh em ha, mã 009 giá 400.000 đồng. Tiếp tục, con này đẹp hơn nha anh em ha. Con này tem vẫn mắt in da băng luôn nè. Đó, cái tem này còn nè. Đó, ha. Mã 011. Bên đây hơi chạy chút nha anh em. Công tắc phía lui. Mình sẽ tắt. Rồi, tắt tiếp nha anh em xem. Cực kỳ êm ái nhẹ nhàng. Điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 dòng trên phút anh em. Cũng giống con kia thôi, không khác gì hết. Mắt in da băng. Mã 011 giá 400.000 đồng. Không 012, con này đẹp nhất luôn anh em. Em xem ngoại hình của ok nè. Tem mát ba bên còn luôn nha anh em. Mắt in da băng. Sử dụng đĩa một tấc, điện áp 100V, 7.4A, 720W, 9.000 dòng trên phút. Dây điện nguồn dài 5m nha anh em. Kiên con này cộng dây nguồn dài 5m nha. Tiếp chức năng cho anh em xem ha. Công tắc off on này. Mã 012 giá 450.000 đồng nha anh em. Cộng dây rất là dài ha. 012 giá 450.000 đồng. Tiếp tục, 013 là con công tắc trượt nha anh em. Con tắc trượt của hãng Hikuki ha. Anh em hãy xem. Điện một tấc, điện áp 100V, 760W. 7.8A, 12.000 dòng trên phút. Con này đời rất là cao nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Công tắc trượt. Không 013 giá 450.000 đồng nha anh em. Không 014. Con này của hãng Hikuki luôn. Con này ngoại hình cũng rất là đẹp luôn anh em. Điện áp 100V, 780W, 8.8A, 9.000 dòng trên phút. Con này sử dụng điện tắt luôn anh em. Con tắt trượt ha, con này rất là mới nha. Xem ngoại hình rất là mới nha anh em. Mã 014, con này giá 500.000 đồng anh em. Con này rất là mới ha. Anh em xem màn hình nó rất là mới luôn. Rất là ít sử dụng luôn. Tiếp tục 015. 016 và 017. 015 thì một con máy mài mini của hàng Ryobi anh em. Cái nắp bảo vệ zin của nó theo máy luôn ha. Con này công suất nhỏ thôi. 210W, điện áp 100V dành cho anh em sử dụng những công việc nhỏ gọn nhẹ của chú bác lớn tuổi. Điện áp của nó 100V, sản xuất tại Miyabi, Nhật Bản. 2.2A, chỉ có 6.000 dòng trên phút thôi nha anh em. Anh em lưu ý nha, máy này máy mini nha anh em. Đó. Chỉ vẫn sử dụng điện một tấc bình thường nhưng mà nó nhỏ hơn thôi. Để công tắc nằm ở đây nha anh em. Nhất rất là nhỏ, gọn nhẹ, cầm hai ngón tay được. Mã 015 giá 350.000 đồng nha anh em. Nguyên combo nắp bảo vệ đầy đủ zin hết của nó luôn á.
2016, máy chạy ngấm nước anh em. Con này là điện áp của nó là 100V ha, công suất của nó là 580W, 9.000 vòng trên phút anh em. Gắn nước đây nè, anh em vô gắn nước đây nè, còn khi nó ra nó bơm nước ra ngoài anh em nè. Anh em ống nước vào đây ha, mở van ra thì nước sẽ tự rồi ông chảy xuống đây. Khi anh em mài á thì nó nước sẽ tự chạy phun xuống, làm cho nó không có bị bụi bay ha. Đó, đây là máy mài mài ấm nước nha anh em. Mã 016, giá 400.000 đồng. Có tay cầm zin luôn anh em, van zin hết. Máy toàn bộ zin hết nguyên bản, chưa qua sửa chữa. Mài khuôn 017 này, coi của hãng Kosuku nha anh em. 28.000 vòng trên 1 phút, điện áp 100V, 1.5A, 135W. Rồi sản xuất tại Nhật Bản ha, của hãng Kosuku. Tiếp theo anh em xem. Tâm đắc lại nghe anh em. Rất êm ha. Cái con này thì nó có cái khóa kẹp đi theo luôn nha anh em ha, để anh em dễ dàng thao tác sử dụng nha. Mã 017, giá 350.000 đồng nha anh em. Ok, mình dời camera xíu nha anh em. Rồi, nét tới. Tiếp tục chương trình. Máy bắn bu lông, con này của hãng Hitachi nha anh em, mã số của nó là 023. Đầu của nó là 3/4 ha. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút anh em. Con này bắn bu lông nhanh ha, đảo chiều những cái tay cò. Mã 023, giá 500.000 đồng anh em. Đi nguồn dài 3m. Của hãng Hitachi luôn. Đó. Nguyên bản nguyên zin anh em, bắn bắn bu lông. Có búa gấp trượt đầy đủ ha, chi bắn bu lông nha anh em. Tiếp tục. 024. 024 con này cũng là của hãng Hitachi, tem mát hai bên đầy đủ nha anh em. Điện áp 100V, 360W, 3.8A, 2100 vòng trên phút ha. Vẫn là bắn bu lông chi dụng. Có cấp trượt, có búa đầy đủ ha, dành cho anh em bắn nhanh, đảo chiều trực tiếp tay cò. Mã 024, giá 550.000 đồng nha anh em. Không 25, bu lông siêu to khổng lồ, đầu 1 inch ha, của hãng Hitachi, tem mát đầy đủ hai bên nha anh em, ghi nguồn dài 5m. Con này là QH22, điện áp 100V, công suất cực khủng 1140W anh em, 12A ha, 1600 vòng trên phút. Đó, cực mạnh nha anh em. Tiếp theo anh em xem. Dành cho anh em bắn chuyên dụng, con này rất là lớn, rất là mạnh nha. Chuyên dụng bắn bu lông ha, đi nguồn dài 5m đầy đủ của hãng Hitachi luôn. Mã 025, giá 1.100.000 đồng anh em. Rồi, tiếp tục. Bên này còn máy cho quay luôn. Cưa xích Makita, con này là MUC350 nha anh em. Mã số 064 nha anh em, xem sơ lược bên này cho mình thấy ha. Rồi, tem mát đầy đủ đẹp nha anh em. Lam 350mm, nhưng mà tỷ lệ thực tế nó ra khoảng 4 tấc nha anh em. Điện áp 100V, 15A, 1430W, 800 vòng trên 1 phút. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản, có cơ chế bảo vệ an toàn nè. Giặt lên giặt xuống ở đây. Đó, giặt lên gì máy mới chạy nè, giặt xuống gì máy không chạy ha. Rồi, tiếp tục. Chi nguồn dài 5m, có
hệ thống phun nhớt tự động, tự nhớt dạ, tự phun ra luôn, tháo lắp mũi tăng đuôi lam tự động hết, dặn bằng tay không cần lục giác hay bất cứ cái món cờ lê gì anh em ha. Tất nhiên anh em xem đây, công tắc đây, giặt này lên. Có thắng luôn anh em ha, đẩy lên là thắng lại. Đó, khi anh em bấm cái chốt gài lên nè, bóp không bao giờ chạy, cực kỳ an toàn anh em, đợi rất là cao ha. Tên cũng là MUC 350. Đây, mã 064, giá 700.000 đồng. Máy móc rãnh, con này của hãng Makita nha anh em. Điện áp 100V, 15A, 1430W, 8500 vòng giây phút của hãng Makita, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Điện nguồn có dài 6m nha anh em. Một bó đây ha. Bó dây rất là dài luôn. Giữ dây cấp điện rất là tốt ha. Móc rãnh lưỡi 21 ly. Cái lưỡi 21 ly nha anh em. Có thắng từ đầy đủ. Tích chức năng anh em xem. Dành cho anh em thợ gỗ nè. Có thắng từ, êm ái, nhẹ nhàng, đời cao ha. Có lưỡi ghim theo máy luôn anh em. Máy móc rãnh 065, giá 700.000 đồng nha anh em. Rồi, tiếp tục bắn vít. Con bắn vít đầu tiên mình giới thiệu anh em, con này con mã 042, con này của thương hiệu Sensakuso Shinko nha anh em. Con này điện áp 100V, 230W, từ 0 đến 2200 vòng trên phút ha. Em mới xem nhỏ gọn, vì nguồn dài 5m. Cái chức năng về góc cò, bấm cực nhẹ đây, đảo chiều đầy đủ nha anh em, nhỏ gọn nhẹ cơ động cho anh em sử dụng ha. Có búa có cấp trượt đầy đủ. Mã 042, giá 350.000 đồng. Vì nguồn dài 5m nha anh em, 042 giá 350.000 đồng ha. 043, một con máy rất là quen thuộc chứ anh em. Con này là QH12VA, 3.4A, 320W, điện áp 100V, từ 0 đến 2200 vòng trên phút anh em. Đảo chiều ha, thắng từ đầy đủ ha. Vì góc cò nó bấm nhẹ chậm nè. Đó, thắng buông ra thắng liền anh em. Con này quá quen thuộc rồi, anh em thích mẫu này thì lên mình mã số 043, giá 400.000 đồng nha anh em. Con này điện áp 100V, 320W ha. 3.4A nha anh em. Con này rất ok nha. Điện nguồn dài 5m anh em. Giá 400.000 đồng ha. Tiếp theo, Makita bắn vít huyền thoại. Tem mát đẹp nha em. 6950, 3.2A, từ 0 đến 3000 vòng trên phút. Điện áp 100V, 300W nha em. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản ha. Điện nguồn dài 5m anh em. Tích chức năng anh em xem. Đảo chiều.
đảo chiều đều đốc đầy đủ nha, bấm chạy nhẹ chậm, bấm mạnh sẽ nhanh ha. Có gấp trượt, có búa đầy đủ, máy bấm vít chuyên dụng Makita mã 044 giá 400.000 đồng nha, đi nguồn dài 5m ha. Ok chưa Makita? Tiếp tục chương trình đây sẽ là máy chạm nhám nha anh em. Xíu máy chà nhám 019, con này là con chà nhám gốc nha anh em ha, dám dán. Con này của hãng Freestarter, dạng ống 100V 100W nha anh em, 10.000 vòng trên phút ha, chà nhám gung nha, mã 019 nha anh em. Không 19 giá 200.000 đồng. Không 20, anh em xem con 020 nha. Con 020 này là nó liên quan tới 021, mà 021 liên quan tới 022, nên mình chia sẻ ba con này một lượt cho anh em ha. Nghĩa là sao? Con 020 này, 021 này hoàn toàn giống nhau nha anh em, khác màu ha. Đó là một đời. Đây, mình xem đi chơi nhau không, khác hết kết cấu nha. Rồi mình xin chia sẻ thông số của con này cho anh em nắm nè. Điện áp 100V 180W 13.000 vòng trên phút, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em ha. Con này của thương hiệu Sander, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Rồi tới chức năng anh em xem chà nhám, con này chà nhám vuông nha anh em, công tắc nằm trên đây ha. Rất là êm ái nha anh em ha. Kẹp đây, kẹp cái nhá đây, kẹp vô bên đây cũng vậy, kẹp vô gài lại là xong. Ok, mã 020 giá 200.000 đồng, 21 này hết, 21 và 22 giống nhau anh em, 21 và 22 giống nhau hoàn toàn ha. Đây thông số, chia sẻ thông số thì 100V 180W 13.000 dòng trên phút nha anh em. Đó, hai con này y chang nhau ha. Test chức năng anh em xem luôn. Rất là êm nha anh em. Test hai mát lượt cho anh em xem lượt luôn cho nhanh ha. Rồi kẹp cái nhám này đây, một cái ăn trước, một cái ăn sau, ok chưa? Cái này luôn, 21 cũng vậy, cái ăn trước, cái ăn sau, đây, sau đây, rồi 021, 022 đồng giá 250.000 đồng nha anh em. Cho anh em mua hai máy còn 450 nha anh em, mua một máy thì giá 250 mà mua hai máy thì giá 450. Tiếp tục là mình đến với lô cưa lọng nha anh em ha. Rồi trên lô cưa lọng đi chỗ đã. Cưa lọng con máy đầu tiên, nhỏ gọn nhẹ giá rẻ, dành cho anh em thích sự đơn giản gọn gàng. Còn của hãng Makita nha anh em. Điện áp 100V 220W 2.4A 3.300 vòng trên phút. Con này của Makita, sản xuất lắp các sử dụng tại Nhật Bản. Mình kiếm lực chét, mình tháo ra mình gắn lưỡi vô cho anh em xem ha. Cái con này tháo lắp lưỡi đơn giản thôi nè, không có gì khó khăn cho nha. Đây dặn ổng ra, ổng ra chút xíu nữa. Đây cái lưỡi cũ nó dính trong máy nè, mình tháo ra những lưỡi khác cho anh em xem ha.
Đây, tháo ra lắp vô, bao chặt. Rồi test chức năng anh em xem. Đi nguồn dài khoảng 3 mét nha anh em. Ok, mã 030, giá 250.000 đồng anh em. Tặng lưỡi cho anh em luôn ha. Tiếp tục 031, con này khoảng dinh xa. Con này 350W anh em, điện áp 100V ha. 3000 giờ phút, hàng nội địa Nhật, điện áp 100V. Rồi. Tháo ra gắn lưỡi vô. Con này có giữ lưỡi nha anh em, có đá lưỡi đầy đủ ha, giữ lưỡi. Tháo hai này ra. Tháo lỏng hai này ra, nhét lưỡi vô. Rồi, khi gắn lưỡi vô xong là gì nghe anh em? Tích chức năng anh em xem. Có cái lưỡi vô anh em dễ xem hơn. Mã 031, giá 300.000 đồng anh em. 032. 032 thì con này vẫn là kẹp lưới như vậy thôi. Kẹp lưới đứng nha anh em. Đây, thấy không? Đây, nhét lưỡi vô đây. Rồi mình siết hai con này lại, cái lưỡi sẽ nằm gì. Rồi, ok, mình siết thử cho anh em xem nha. Rồi, sau khi dặn hai con này vô, sau nó sẽ kẹp cái lưỡi là cứng nhắc nha anh em. Rồi, test chức năng anh em xem ha. Con này có điều tóc cò nha anh em. Nó chỉnh luôn ha. 1 2. Có điều tóc, có đỡ lưỡi đầy đủ nghe anh em ha, có nắp bảo vệ luôn. Nên cái này xuống đó. Mã 032, giá 350.000 đồng nghe anh em. Con này của hãng Shin Daiwa ha. Con này sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nha anh em ha. Điện áp 100V, 400W, 420A từ 600 đến 3250 vòng trên 1 phút. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Của hãng Shin Daiwa. Ok chưa? Rất là đẹp nha anh em. Con này rất ok ha. Mã 032, giá 350.000 đồng nha anh em. Tặng lưỡi ha. Nó có thổi bụi đây luôn. Cắt đây rồi thổi bụi đây luôn. Ok chưa? Tiếp tục 033. Con máy đến từ thương hiệu Ryobi. Con này có tùy chỉnh độ đá lưỡi nha anh em. Đó. Gắn bằng cây lục giác thôi, không có gì khó khăn. Cái lục giác vào. Nói lỏng nó ra. Nhét cái lưỡi vào. Xong, lấy cái lục giác siết lại. Rồi, thế là xong ha. Con này 4.2A từ 400 đến 3200 vòng trên phút. Con này của hãng Ryobi nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật. Điện áp 100V, 400W ha. Con này có đá lưỡi. Có đá lưỡi nha, có điều tóc luôn nha anh em. Ha. Dây nguồn dài 3 mét. Test chức năng anh em xem. Có điều tóc, có đá lưỡi, có tùy chỉnh đá lưỡi đầy đủ nha anh em. Lưỡi luôn nha anh em. Cái này lưỡi đứng nè. Bước 1. Bước 2. Bè
đầy đủ hết nha anh em. Khi anh em mua máy mình tặng lưỡi cho anh em sử dụng luôn nha. Mã 033 giá 400.000 đồng. Tiếp theo 034. Con này thì có thổi bụi, thổi về phía trước hoặc là hút về phía sau nha anh em. Anh em có thể xem ha. Chuyển chức năng ở đây. Đây. Thổi ra. Ha, hút vào hoặc là thổi ra. Đó. Nếu mà thổi ra hướng này, còn hút còn thổi ra hướng này, còn hút vào thì nó sẽ ra đường này anh em. Đây ha. Con này thì không có gì khác mấy con kia anh em. Đó có hai con vít nè. Dặn hai con vít này ra. Gắn cái lưỡi vào. Gắn cái lưỡi vào anh em. Siết hai con vít lại. Thế thôi, rất đơn giản. Đâu khó khăn gì đâu anh em. Con này thì nó bằng vít dẹp, có loại vít dẹp, có loại chát nha anh em. Dài khoảng 3 mét nha anh em. Con này khoảng black and cơ ha, con này rất là đẹp luôn. Sử dụng lưỡi tối đa 65 ly, 400W, công suất rất mạnh nha anh em, điện áp 100V, từ 800 đến 3200 vòng trên phút ha. Thì tốc còi nó bấm chậm. Đó. Điều rất chỉnh luôn nha anh em. Ok, êm ái nhẹ nhàng, khoảng black and cơ, tem mát hai bên đầy đủ đẹp, có tùy chỉnh hút hoặc là thổi bụi ra, thổi ra trước và hút ra sau ha. Chi nguồn dài khoảng 3 mét rưỡi anh em. Mã 034 giá 350.000 đồng. Tiếp theo 035. 035 này thì nó có điều đặc biệt là nó sử dụng Oculus. Lock là như thế này đây. Dặn cái còi lên, nhét lưỡi vào, buông ra là xong. Là xong anh em, rất là đơn giản ha. Rồi, test chức năng anh em xem. Con này có tùy chỉnh đá lưỡi luôn nha anh em. Đây mức 0123 nè. Về tốc cò ha. Anh em bấm chậm nó nhẹ nè. Nó mạnh. Nhanh. Tiếp tục mức 1, mức 3 nha anh em. Như kèm đá lưỡi nè, có tùy chỉnh đá lưỡi đầy đủ luôn đó. Chiều tốc cò auto lock của hãng Black and Decker, điện áp 100V 520W, từ 0 đến 3.000 vòng trên phút cho anh em, điện áp 100V ha. Con này các anh em thấy sử dụng có thổi với máy đơn giản, anh em bóp nhẹ được, nó cưa cực kỳ chậm nha. Ha, cho em bóp mạnh vào, cái dòng tua sẽ nhanh sẽ mạnh ha. Mã 035 giá 450.000 đồng nha anh em. Tiếp theo 036. 036 con này là con xịn rồi nè. Mắt in gạt money của Boss nha, 550W, điện áp 100V ha anh em. Tem mát dưới đây đầy đủ luôn nè. Sản xuất tại New Zealand. Điện áp 100V 5.8A 550W ha. Đây anh em hãy xem. Rồi, con này lắp mũi như thế nào? Lắp mũi ngay đây nha anh em. Anh dứt cái này lên ha. Rồi gắn cái mũi lưỡi vô. Gắn lưỡi vô đây. Rồi siết lại bằng cái này. Rồi chính nhắc nha nè ha. Lưỡi nó không bao giờ xúc luôn nha nè. Đó nó hiện đại chỗ đó đó ha. Không bao giờ xúc muôn đời luôn á. Tất chức năng anh em xem. Điều tóc cò ha.
có điều còn cái điều chấp chỉnh này luôn nghe nè. Có tùy chỉnh đá lưỡi ra luôn ha, 3, 2, 1, thoải mái lựa chọn tùy chỉnh cái dòng tua mình yêu thích. Cái lưỡi đá này máy rất là yên, của Boss xịn nha em, chính hãng ha. Đó, đây tháo lắp lưỡi thì nãy là mình gài vô thận kim đồng hồ đúng không, giờ mình tháo ra thì nhật kim đồng hồ. Không, rồi tháo ra rất là đơn giản nha anh em, rất là dễ dàng sử dụng ha. Đó, nhấn dài chốt là xong. Anh em cần sử dụng máy này thì lên cho mình mã 036 giá 500.000 đồng anh em. Ok, tiếp theo chương trình sẽ là lô máy thổi và máy bào nha anh em. Máy thổi trước nha anh em, máy thổi 027 ha. Con này của hãng Ryobi, 13.000 vòng trên 1 phút. Thổi tối đa 2m3, 4A. Điện áp 100V, 370W nha anh em, của hãng Ryobi. Con này sản xuất tại nhà máy Gokaku ha, ở Nhật Bản nha anh em. Đây, ngoài hình đây, hút ra đây, thổi ra đây. Dây nguồn dài khoảng 5m. Mã 027 giá 300.000 đồng. Tiếp theo, con này của hãng Edman anh em. Con này là hút vào đây, thổi ra đây ha, có điều tắt luôn. Điện áp 100V, 600W anh em. Con này thổi tối đa 3m ha, thổi rất là mạnh. Dây nguồn dài khoảng 3m. Cái gì này, vừa thổi ghiêu ghiêu thổi mạnh thổi nhẹ được nghe nè, điều tóc đây ha. Thoải mái cho em sử dụng, tùy chỉnh tốc độ động cơ. Mã 028 giá 350.000 đồng nghe nè. Tiếp theo 029, máy thổi Makita siêu xịn nguyên con, sản xuất lắp ghép sử dụng tại Nhật Bản, điện 100V, 600W nha anh em, 16.000 vòng trên phút, thổi tối đa 3m8. Rồi đây thổi ra 3m8. Rất là mạnh nha anh em. Dây nguồn dài khoảng 4m, 4m rưỡi nha anh em. Cái con này là cực kỳ mạnh nha anh em ha. 029 Makita, máy thổi mạnh nhất, giá 400.000 đồng. Tiếp tục máy bào, máy bào mã 038, con này của hãng Hitachi, lưỡi 82, điện áp 100V, 460W, 4.8A, 15.000 vòng trên phút, lưỡi 82 ly. Ngoài hình nha anh em, để cặp lưỡi ghi vẫn còn ha, 1, 2 đó, tuấn dinh theo máy tùy chỉnh, rồi hôm sau ra vô thoải mái đó, mình chỉnh cho lòi ra luôn ha. Rồi cái chức năng anh em xem, dây liên nguồn dài khoảng 4m. Cò cực nhạy anh em ha. Mã 038 giá 400.000 đồng. Tiếp tục 039. 039 là con máy đến từ thương hiệu Makita. Anh em có thể xem. Con này điện áp 100V, 15.000 vòng trên phút, 580W nha anh em. Điện áp 100V, 6A.
Cho xem màn hình ở đây. Ok chưa? Hàng nguyên bản nguyên zin nha anh em. Lưỡi cặp còn nguyên ha. Test chức năng anh em xem. Thì chỉnh độ nông sâu. Đó. Chi nguồn dài 3 m. Thử cò anh em xem. Êm ái cực mạnh, cò nhảy, mã 039 giá 450.000 đồng anh em. Bảo Makita 580W ha. Rồi sau đi anh em. Tiếp tục. Đây. 040. Con này của hãng Makita luôn anh em. Điện áp 100V, 580W, 15.000 vòng trên phút ha. Cũng Makita sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Ngoại hình đây, ra vô thoải mái nha. Tùy chỉnh độ ra vô thoải mái. Cặp cửa bào zin theo máy vẫn còn. Bỏ bé. Rồi, test chức năng em xem, dây nguồn dài khoảng 3 m. Thử cò nghe em. Rất là ok. Bào Makita chính hãng nguyên bản, mã 040, giá 450.000 đồng. Tiếp theo 041 ha. Bào đời cao, lưỡi 82 của hãng Makita, điện áp 100V, 480W, 5A, 16.000 vòng trên phút. Còn này sản xuất lắp ráp sử dụng từ Nhật Bản. Thì chỉnh độ nông sâu. Dài vô thoải mái nghe này ha. Rồi, cặp lưỡi bào zin vẫn còn theo máy, cực kỳ bén nha anh em. Zin nguồn zin luôn. Test chức năng anh em xem. Máy bào có tháng từ. Ok chưa? Đời cao có tháng từ, mã 041 giá 500.000 đồng nha anh em. Và tiếp theo cứ kiếm Black and Decker. Đây mã 037 nha anh em. Cái này đó anh em có thể chỉnh lên gì cũng được nha. Chỉnh cái này cũng được ha. Đó. Điện áp 100V, 5 từ 0 đến 5500 vòng trên phút. Điện áp 100V nha anh em, 400W ha, hãng Black and Decker. Sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản. Cách cưa thứ nhất là cưa ngang. Cái cưa thứ hai là cưa dọc nha anh em. Cứ ngang hoặc cứ dọc ha. Rồi. Ở đây thì cái tay mình dơ quá, anh bóc vô dơ máy hết. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp cái lưỡi ha. Đây. Lưỡi. Ở trong đây nó có một con tán. Mà cái con tán nó vừa dứt rãnh này anh em. Anh em hãy xem ha. Em để vô đây nè. Nó vừa ngàm vừa hít luôn anh em. Em gặt lên. Giờ xong ha. Giờ lắp. Cái tài quá giờ dính vô cái máy hết trơn. À, ra lắp cho vậy nghe nè. Đó ha. Rồi khi mình tháo ra mình nhấn cái nút này. Nhấn cái nút này. Chạy xuống, mình tháo ra, ok chưa? Rồi mình sẽ lắp lại cho anh em xem, mình test máy cái. Rồi. Ok. Dây nguồn dài khoảng 4 m nha anh em. Test cho anh em xem ha. Ok, mã 037 giá 450.000 đồng nha anh em. Tặng cái lưỡi xịn bãi Nhật của cho anh em luôn ha. Tiếp tục chương trình là con máy cắt đa năng nha anh em. Máy cắt đa năng được nhiều anh em yêu thích nè. Tại sao được nhiều anh em yêu thích? Thì đây mình sẽ giới thiệu chi tiết rồi anh em sẽ hiểu liền. Máy cắt đa năng lưỡi 125 có hộp bụi. Em cắt bụi vô đây ha. Lưỡi hiện tại lưỡi theo máy lưỡi 125 đa năng, cắt sắt, cắt gỗ, cắt cái gì cũng được, cắt gạch cũng được nha anh em ha. Lưỡi hợp kim xịn Nhật đó. Con này của hãng Makita 5025KB 9.5A 6.000 vòng trên phút. Sử dụng lưỡi 120 và 125. Điện áp 100V 900W đó, ok chưa?
sản xuất lắp ráp sử dụng tại Nhật Bản nguyên bản. Tiếp tục, con này có gì đặc biệt? Dây điện nguồn dài hơn 5m anh em, cỡ 6m ha. Test tính năng anh em xem. Có thắng từ. Máy cắt đa năng có thắng từ, đời rất là cao rất xịn anh em. Hàng nguyên bản. Đây, đó. Dành cho anh em mà đang có nhu cầu sử dụng máy cắt đa năng này. Thì lưỡi 125 nó phù hợp hầu hết tất cả các lưỡi trên thị trường này anh em cần sử dụng ha. Đây anh em bật lên đó, để cái lưỡi xuống nè, ha. Rồi gài xuống để nó dính lại anh em, ok chưa? Mã 060 giá 800.000 đồng anh em, chỉ một máy nhất hàng nguyên bản nguyên xịn sò. Máy khoan nhỏ gọn đa năng tiện dụng, mình sẽ lấy cho mình test cho anh em xem. Này thì có rất là nhiều anh em không thoải mái lựa chọn. Rồi bây giờ mình sẽ thử hai con khoan đầu autolock trước nè. Tại hai con này á thì chức năng của nó dành cho anh khoan thôi ha. Đảo chiều đầy đủ khoản Hitachi DH10VH đầu 10 ly autolock nha anh em, 500W, 5.7A từ 0 đến 2500 phút. Điện áp 100V nha em, anh lưu ý cho mình ha. Đảo chiều đầy đủ. Đảo chiều nha anh em, dành cho anh em khoan ha, khoan sắt khoan gỗ đó, có đảo chiều. Mã 051 giá 300.000 đồng nha anh em. Không 052 autolock của Makita ha, con này hai chức năng khoan búa, khoan thường, đảo chiều đầy đủ, tem mát đẹp, đầu 13 ly. Điện áp 100V, 550W, từ 0 đến 2.800 vòng trên phút, 5.8A anh em, người của Makita ha. Test chức năng anh em xem. Dây nguồn dài khoảng 5m nha anh em. Dây rất tròn. Vào ra nè. Vào ra nhẹ nhàng anh em. Test chức năng khoan búa. Chức năng khoan thường nha anh em. Mã 052 full chức năng cho anh em sử dụng đầu autolock luôn. Giá 500.000 đồng. Còn anh em nào thích đầu kẹp thì mình quay đầu kẹp cho anh em xem ha. Đây. Khoan Makita con này đầu 10 ly anh em, đầu xịn zin luôn nha. Đầu của hãng Makita luôn ha. Điện áp 100V, 430W, từ 0 đến 2.700 vòng phút, 4.5A, hai chức năng khoan thường và khoan búa. Con này dành cho anh em khoan thường khoan búa nha anh em, nó không có đảo chiều nha, anh em lưu ý đó gì mình. Test chức năng anh em xem. Điều tốc còn, anh em bấm chậm nhẹ, bấm mạnh nhanh ha. Chuyển chức năng khoan bê tông. Chức năng khoan bê tông nha anh em. Chức năng khoan thường. Hai chức năng khoan bê tông và chức năng thường ha, có gì tốc còn anh em hãy mua về khoan công việc sử dụng trong việc của mình. Hãng của hãng Makita, chính hãng nha anh em, sản xuất lắp ráp sử dụng từ Nhật Bản nha, đầu zin luôn nha anh em. Đó. Giá cực kỳ rẻ thôi ha. Mã 045 giá 350.000 đồng nha anh em. Hàng xịn chính hãng.
Anh em lưu ý một điều, điện áp 100V nha. Tiếp theo, khoan của hãng Home Tour, đầu 10 ly, con này có đảo chiều nha. Chiều tốc thì đủ khoan búa khoan thường ha. Điện áp 100V, 4.2A, 400W, 2.300 vòng trên phút nha anh em. Đây, điều tốc, có điều tốc đầy đủ nha. Cho chức năng anh em xem. Đầu óc nhẹ nhàng ha, ra vô, đảo chiều. Điều tốc cò luôn nha anh em. Điều tốc cò này được chỉnh luôn ha. Rồi, các chức năng khoan búa, chức năng khoan búa trước nghe nè. Chức năng khoan búa nè. Chức năng khoan thường nhấn đây nghe nè. Khoan thường đây. Ngon lành cành đào, mã 046 giá 350.000 đồng nghe nè. Ha. Có điều tốc, đảo chiều, khoan búa, khoan thường dành cho anh em khoan nhỏ gọn ở nhà gần rất là ok nè. Mã 046 350.000 đồng nha anh em. Cũng của hãng Home Tour luôn anh em, đầu 10 ly. Hàng nguyên bản nha. Đây, xem niêm phong đây. Điện áp 100V, 4.2A, 400W, 2.300 vòng trên phút ha. Đảo chiều. Hai chức năng khoan búa khoan thường nha, chức năng khoan búa nha. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan thường nha nè. Khoan thường nó không có búa. Khi phải búa thì nó sẽ có búa kêu nha anh em. Mã 047 giá 350.000 đồng. Không 48 đầu 13 ly của hãng Ampac, 400W, điện áp 100V, từ 2.300 vòng trên phút nha anh em. Đầu 13 ly, hai chức năng khoan thường và khoan búa. Khoan búa nghĩa là khoan bê tông đó nè. Viên nguồn dài khoảng 3m. Tích chức năng anh em xem. Đảo chiều. Ra vô thoải mái nha nè. Đầu 13 ly ha, đầu lớn nha. Chức năng khoan búa. Chức năng khoan thường. Nhấn cái chốt ở đây nghe nè. Nhấn qua chuyển chế độ. Mã 048 giá 350.000 đồng nghe nè. Không 049 ha. Còn rất là đẹp nghe nè. Đầu 13 ly lớn nha. Điện áp 100V, 650W, từ 0 đến 2.700 vòng trên phút ha. Điều tốc cò. Đảo chiều ra vô. Điều tốc. Điều tốc chỉnh nha anh em. Yếu nhất nha. Chức năng khoan thường. Chức năng khoan búa. Rồi chức năng khoan búa nó khoan búa nhẹ nè. Nhưng khoan thường thì rất là yên. Yên mái nhẹ nhàng. Khuôn chức năng em sử dụng dành cho em khoan sắt khoan gỗ ok. Và hãy tùy chỉnh tốc độ động cơ bằng điều tốc chỉnh, và anh em thích điều tốc còn vẫn có ha.
Ok chưa? Mã 049 giá 400 ngàn đồng. Coi xuất thủy luôn nghe nè. 050. Một con máy đầu thương hiệu Hitachi. Con này là BDFDV16VB nghe nè. Hai chức năng khoan thường hiệu khoan búa. Đầu tối đa 16 ly, điện áp 100V, 530W, 5.6A, từ 0 đến 2.900 vòng phút cho nè. Thế chứ này cho em xem. Đi nguồn dài khoảng 3m. Thì tốc cộ nghe nè, đảo chiều đầy đủ ha. Đảo chiều đầy đủ, tốc cộ. Chức năng khoan búa, khoan thường. Chức năng khoan thường nghe anh em. Chức năng khoan búa. Nhấn bên đây, chỉ có chức năng khoan thường. Rất là ok anh em sử dụng thoải mái ha. Mã 050 giá 450 ngàn đồng anh em. Tiếp tục sẽ là lô khoan bê tông nghe nè. Khoan bê tông Boss Makita Hitachi, hai chức năng, ba chức năng, 2 tỷ nghe nè, đủ lựa chọn cho em nha. Từ chức năng tới yêu cầu cao cũng có. Đầu tiên là mã 054 còn của hãng Boss, cái tem bị chấp chóc nghe nè. Đó, nhưng mà tem dưới đây vẫn còn nè. Boss Made in Việt Money, điện áp 100V, 500W, 5.3A ha. Bao của anh em là hàng chuẩn Đức nha nè. Chức năng giữ mũi. Đi nguồn dài 5m. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Thử chức năng khoan thường trước nha anh em. Về tốc cọ nha, bấm chậm nhẹ nè. Nên xem rõ không? Khoan bê tông nè. Chức năng tạm thương hiệu Boss. Mã 054 giá 550.000 đồng nghe anh em ha, dành cho em siêu chức năng nha. Giá rẻ thì ngoại hình hơi xấu ha, nhưng mà vẫn là của Boss xịn nha. Tem bị chóc chóc thôi. Vẫn của Boss xịn chứ không phải là Boss đến Trung Quốc đâu nghe anh em. Tiếp theo video bắt đầu vô máy xịn nè. Makita ha. Makita HG1830F, điện áp 100V, 4.6A, 440W, từ 0 đến 1.500 vòng trên phút nha anh em. Đó, con này đời cao, có đảo chiều đầy đủ ha. Hai chức năng khoan thường và khoan bê tông. Test chức năng cho anh xem. Chức năng giữ mũi. Cái móc này là kỹ sư Nhật có chế sẵn, mình không có chế vô nghe nè. Vì nguồn dài 5m. Có đảo chiều, test chức năng anh em xem. Còn led luôn nghe nè. Đời cao có nhiều led hết ha. Đảo chiều, khoan ga, khoan già lại nè. Thì tốc cò. Chức năng khoan bê tông. Búa cực kỳ mạnh anh em, đời rất là cao ha. Mã 055 giá 700.000 đồng, có thể cầm hỗ trợ ghi luôn. Đây, tới con Boss xịn nha anh em. Boss đẹp. Đẹp dữ luôn á. Em xem nè. Boss Đức nha anh em. Có nước xịn nha ha. Boss gạt mai đi, điện áp 100V, 6A, 620W ha. Sản xuất lắp ráp tại Đức, nhập Nhật, điện áp 100V, bao chuẩn cho em sử dụng. Tên của nó là GBH2SE. Con này hai chức năng nha ha. Chất chức năng anh em xem.
chức năng hoang thường. Chức năng hoang bê tông. Ok. Ha. Mã 065. 056 anh em. Boss siêu đẹp ha. Giá 1 triệu đồng. Rất là đẹp nha anh em. Ghiên luôn ha. Từ cái tay cầm luôn. Máy tới cộng dây đều luôn nha anh em. Nguyên bản nguyên ghiên dây dài 5m, giá 1 triệu chẳng. Quá đẹp. Tiếp tục. Khoan 2 ti, huyền thoại là dòng khoan huyền thoại nha anh em. Anh em con này là con TE6S ha, nó là nằm giữa thằng TE6 và TE7. TE7 bây giờ nó khoảng là 14 triệu. Em không tin anh em ra cửa hàng chính hãng em xem thử phải không nha. Con này chỉ có điều đặc biệt á là nó có 3 cái cấp độ ha. Búa thường, khoan thường, búa nhẹ khoan thường và búa mạnh nha anh em. Ha, anh em lưu ý là búa mạnh, khoan búa nhẹ và khoan thường. Rồi. Chức năng giữ mũi. Anh em lưu ý nè. Dặn cái này con này cũng dặn nha anh em, anh dặn ngược kim đồng hồ. Ha. Kêu cái cọc lấy ra. Anh dặn thận kim đồng hồ. Kêu cái cọc giữ lại. Ok. Dây nguồn dài 5m nha anh em. Con này công suất của nó là 650W, điện áp 100V nha anh em ha. Con này của Đức nhập Nhật. Đó. Con này của Đức nhập Nhật anh em. Listen tiền Đức. Rồi. Búa nhẹ. Có đảo chiều luôn anh em. Khoan ra nè. Khoan vào. Rồi, chuyển qua dân khoan thường. Khoan thường nghe đây. Chức năng khoan búa mạnh nè. Hai chức năng khoan búa nhẹ, búa mạnh nó khác nhau hoàn toàn nghe em. Con này cái cảm giác cái lực búa nó rộng mạnh hơn nhiều ha. Điều tốc cò anh bấm nhẹ nó chậm, bấm mạnh nó sẽ nhanh nha em. Ok chưa? Con này á hai chức năng nhưng mà nó chia ra búa mạnh, búa nhẹ và khoan thường. Đó. Hàng 2 ti của Đức nhập Nhật. Thương hiệu rất là nổi tiếng nha anh em. Dặn ngược kim đồng hồ ra là xong. Đó, dây nguồn dài 5m. 057 giá 1 triệu chẳng nha anh em. Máy xịn nha. 057 giá 1 triệu chẳng. Xịn Đức. Đó. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục bên đây có con khoan gốc, mình quay khoan gốc cho anh em xem luôn. Con này con khoan gốc. Đó, cái này thì anh em dùng con lục giác á, anh em siết lại. Em ví dụ như anh em muốn quay hướng này đi, đúng không? Anh em siết này lại. Lại sẽ giữ gì luôn anh em. Đó, sẽ giữ hướng này luôn cho anh em khoan gốc này ha. Rồi. Con này thì điện áp 100V của hãng Makita nha anh em ha. Makita DA4000LG là có đảo chiều nha anh em. Điện áp 100V, 7.5A, 710W, từ 0 đến 600 vòng trên phút ha. Con này tua chậm nha anh em khoan gốc. Đó. Test tính năng anh em xem. Đảo chiều trực tiếp ở đây nha anh em ha, có đảo chiều đây luôn nè. Mã 053 giá 500 ngàn đồng nha anh em. Có đảo chiều đầy đủ. Đó, khoan của Makita chính hãng. Đó, xịn sò nha anh em. Anh em cần sử dụng máy nào liên hệ với mình. Số điện thoại điện góc trái mình ha. Rồi giờ sẽ vào cái chuyên môn này. Dòng khoan mà anh em cực kỳ yêu thích. Khoan 3 chức năng nha anh em. 2 ti, Hitachi và Boss ha. Đầu tiên cái con Hitachi trước. Ba chức năng, con này tên là DH24BC.
Sao đây. Rồi, chúng ta giữ mũi, ok. Mặt cưa không? Điện áp 100V. Anh em xem rõ. Rồi, chạy quá. Điện áp 100V. 620W nha anh em ha. 6.5A, 1000 từ 0 đến 1350 vòng phút, mũi tối đa là 24 ly. Ok chưa, ba chức năng. Bây giờ test chức năng khoan thường trước. Con này có đảo chiều luôn nha anh em, vì nguồn gin của Hitachi luôn, dài 5m. Rồi test chức năng khoan thường nha. Đảo chiều nè. Đây là khoan ga nha anh em. Khoan vô ha. Chức năng thứ hai. Đó, chuyển chế độ nghe cái cọc, cái này qua chức năng nha anh em. Chức năng khoan bê tông. Chức năng thứ ba. Chức năng khoan đục bê tông nha anh em. Ok chưa? Ba chức năng ha. Rất là xịn sò. Hàng nguyên bản nguyên zin nha anh em. Zin từ cộng cộng dây trong ốc nha ha. Đây. Mã 058 giá 1 triệu chẳng nha anh em. Ha, giá 1 triệu chẳng. Đó. Giữ mũi cho anh em yên tâm. Mình là chùm vậy chuyện đó. Kỹ vậy vụ giữ mũi lắm. 058 giá 1 triệu chẳng. Ok. Yeah. Tiếp theo 059 sẽ là một con huyền thoại của anh em cực kỳ yêu thích. Cái mẫu này thì hiện tại chỉ có hàng nội địa Nhật mới có thôi, chứ hàng bản phổ thông là nó không có ra cái dòng này nữa anh em. Là 2-24DSE ha. Bản thương mại nó sẽ ra là 2-24DGE. Đó, chứ không phải DSE. Hàng này là chuyên về nội địa nước Nhật mới có. À, anh lưu ý nha. Chỉ có nội địa nước Nhật mới có, không có bản phổ thông 220. Rồi. Nè, cái tay cầm của tôi, tay cầm boss của anh em. Rất là đã đời ha. Tích chức năng giữ mũi. Ok, tem mát như thế nào? Dính mặt cưa. Khi mình giao máy anh em mà anh em cảm thấy dính mặt cưa thông cảm cho mình nha. Robert Bosch, sản xuất tại Eisenstein, Đức, made in Germany. 680W, 7.3A, điện áp 100V. Ok, đi nguồn dài 5m. Ba chức năng. Đầu tiên, chức năng khoan thường. Thứ hai, chức năng khoan bê tông. Chức năng thứ ba, đục bê tông. Ba chức năng anh em ha, đầy đủ hết cho anh em sử dụng. Chức năng khoan bê tông ha, đục khoan bê tông, đục bê tông và chức năng khoan thường. Robert Bosch, 680W, điện áp 100V ha. Đây chỉ có bản nội địa Nhật thôi, chứ mấy bản nước ngoài không có nha, phổ thông không có. Đó. Anh em cần sử dụng máy này thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0964888159 ha. Liên hệ qua Zalo hoặc Facebook đầy đủ rồi vừa được hết. Mã 059 giá 1.2 triệu nha anh em. Cái tay cầm của con boss luôn ha. Kim từ cọng dây tới cái tay cầm. Chỉ có mũi này là mũi của mình thôi. Cái mũi này không biết con nào. Mũi này cũng Hitachi anh em ơi. Ok chưa? Rồi. 059 giá 1.2 triệu, ba chức năng. Tiếp tục. Máy cắt gỗ. Máy cắt gỗ đầu tiên 061. Con này có thể xây mâm xây bàn bình thường nha anh. Rất là nhẹ nhàng, không có gì phải đắn đo suy nghĩ. Dây điện nguồn gin của Hitachi luôn. Con này thì công suất của nó là 1050W, điện áp 100V, lưỡi 216 nha anh em. 11A, 5000 vòng trên phút ha, có hắn tự đàng hoàng. Đó anh em hãy xem mâm. Tất chức năng anh em xem.
lưỡi theo máy là lưỡi hợp kim nghe nè, lưỡi hợp kim đó, lưỡi hợp kim xịn Nhật đó, hàng bãi Nhật chứ không phải là lưỡi Trung Quốc hay lưỡi Việt Nam đâu đó. Anh em thích mã này xách về xài nó đơn giản thôi, xay bất cứ lúc nào cũng được ha. Đó, quản Hitachi nguyên bản nguyên zin đó, mã 061 giá 900.000 đồng nghe anh em, giá 900. Tiếp theo 062 con này của hãng Makita nghe anh em, nhìn nguồn dài 5m ha. Con này tên là LS0820, 1050W, 5000 dòng trên phút, điện áp 100V, 11A, sườn lưỡi 216. Đây, con này rất là mới nha anh em ha. Tem mát đầy đủ Makita đây. Con này có thể xay ở sao luôn ha. Đó, xay. Con này xay ở sao luôn nha anh em. Rồi. Mâm. Nói cái mâm nghe, xay cái mâm thử cho anh em xem. Mâm xay thoải mái nha anh em. Đó, rồi khi xay mâm xong mình siết này lại cho giữ cái mâm lại ha. Đây, siết con bên này nè. Rồi, cho giữ chặt cái mâm lại. Mình cắt cho thoải mái chứ không gì. Lưỡi theo máy lưỡi hợp kim luôn, dây điện nguồn dài 5m. Các chức năng anh em xem. Rất cực kỳ im luôn anh em, con này chạy rất là im ha. Có tháng từ đầy đủ. Rồi, mã 062 giá 1.1 triệu. Cắt gốc, xây gốc đầy đủ nha anh em. Em thích mã này lên mã 062 mình ha. Máy mình bán thì đem về cái game điện cho xài thôi nghe anh em. Tiếp tục 063. Cưa trượt. Đó, rồi khoảng Hitachi nha anh em ha. Hành trình trượt nó khoảng 35. 35 hành trình trượt khoảng 35 nha anh em. Đâu. Hành trình trượt của nó 3 tấc nha anh em ha. Hành trình 3 tấc. Con này thì như thế nào? Có xây góc được không? Thử biết nha. Xây góc được nghe anh em. Rồi. Xây góc. Xây mâm. Xây mâm được luôn. Xây góc, xây mâm thoải mái ha. Trượt. Nhẹ nhàng đi máy. Trượt rất là nhẹ nhàng anh em, thoải mái ha. Con này thì dây nguồn dài khoảng 5m. Tên của nó là C7FS, lưỡi 190, điện áp 100V, 11A, 4000 vòng trên 1 phút nha anh em. Dụng lưỡi 190 ha. Đó, sản xuất lắp ráp dụng tại Nhật Bản. Xài bảo bền nha anh em. Có tháng tự đầy đủ ha. Xay nghiêng. Rồi xay mâm. Đó, có tháng tự. Tất chức năng anh em xem. Được rồi. Có tháng tự đầy đủ. Đưa vô trượt thôi. Ok chưa? Xay thoải mái. Vừa xay vừa nghiêng luôn. Vừa trượt vừa nghiêng luôn. Ok nha anh em. Mã 063 giá 1.500.000 nha anh em. 063 giá 1.500.000 đồng ha. Cưa trượt Hitachi. Ok thì xin cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của mình. Xin trân trọng cảm ơn anh em rất nhiều. Mọi ý kiến thắc mắc anh em có thể vui lòng liên hệ số điện thoại 0964888789 để biết thêm chi tiết cho anh em. Ok, xin chào và hẹn lại. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Bye bye. Cảm ơn quý khách đã xem video. Hẹn gặp quý khách trong video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những máy mới nhất. Xin cảm ơn.